Ok, mình bán lục cũ đi, nâng lục mới lên. Xem lục lục mới à. À lục cũ là nước mắc nhưng được có 250 ạ. À. Thôi bây giờ bán thử đi. Sell. Sọc ngăn sell đi. Bán được 12.000 tiền luôn ạ. À. Bây giờ nâng cái lục mới, mua lục mới nâng cấp lên. Mua hẳn lục xịn, xịn nhất trong các loại xịn luôn. Khẩu nào xịn nhất à? Khẩu 6P226 này phải xịn nhất này. Nâng đam này là tối đa hết cỡ này. Mua. Khẩu relax speed chậm. Khẩu ấy thì nó hơi chậm một tí nhưng mà không sao. Một lục bạc ấy, một lục bạc ấy. Lục bạc ta phải bắn bằng đạn ấy, đạn gì đây? Lục bạc thì nó phải bắn bằng đạn đạn Magnum. Mag. Rồi, mình nâng cấp rồi. Rồi ôi 53.000 thì cũng mà nâng cấp thì mắc thì thôi. Năm trăm năm mươi đam rồi. Đại, đại, đầu thế. Còn hơn khẩu được mắt. Ui, ui nâng cấp lên 410 đam rồi. Vãi đái khẩu được 410 đam ạ. Nhưng mà cái khẩu ấy nâng mắc, mắc thay đạn của nó cũng chỉ được có 1.6 ấy. Hơi cùi, mà nó không có chí mạng. Khẩu này không có chí mạng, hơi tổ ở chỗ nó không có chí mạng. Rồi, hết tiền, 14 viên. Ok. Ok. Tôi vứt cân vứt máu đi, cân vứt máu đi. Bỏ bom lên, chả bom. Thôi nhai được rồi, nhai được rồi. Cất máu, cất vứt máu ra. Bỏ bom lên cái này thì cũng được, sao đâu. Máu đầy đấy, máu hay. Hay. Rồi, nhai được rồi. Quan trọng gì? Con sống lục mới rồi. Phủ như quả súng lục được chắc không? Không ai. Quay gì đi. Ôi giời. Ôi súng lục người ta vậy kia chứ. Ai trông như nhìn thấm vỏ. Cổng súng đấy cũng cầm được. Chán lắm. Thì giết đống này nè. Ôi con nào con này. Ui. Sao đấy? Ôi đau bụng à? Đến kỳ khổ thân em. What's going on? Đây. À, chúng tôi trịch nhiều quá. Ôi xong rồi. Để cho để nó biết là phát biến hình rồi. Wesker. Don't worry. Your mission is at its end. Ouroboros is on the eve of its appearance. 6 billion years of agony will burn. Tao cho mày biết thế nào đến mùi súng lục 400 đang của tao. Not on my watch. Why như gì? Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. Wesker đẹp tình người đâu. And it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, but it appears Ouroboros has rejected you. Biến hình cái gì đây? Though you have been an excellent asset, I have one last task for you. Albert! What the hell? Farewell, old friend. Tập
thôi đó, đến mùi xuống lúc 400 nam thôi thằng chạy ô ép kia cũng được rồi xong chết mẹ hôm nay đề là đề bây giờ anh đang bị mẹ ganh gớm. Trong lúc đấy cho mọi người ngắm quả súng lục 600 đam và 400 đam. Skip nhá. Cháu thi ra một. Ông đang bị canh rồi. Excella, what's going on? Why? What I've done to you? All for you. Chris. Hello. Sao rồi? Wesker. Skip nhá. Don't worry. Your mission is at its end. Ouroboros is on the eve of its appearance. 6 billion cries of agony. Ôi cô ấy, ôi sao lại ra đây vậy? Sorry, Wesker, but not on my watch. Albert, you said we changed this world together. Oh, why? I thought they were partners. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Hello? Soon, even you will understand, Chris. Hello, young girl. One glimpse of my new world, and it will all skip now. Skip được không? Show yourself. Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella, but it appears Ouroboros has rejected you. Though you have been an excellent asset, I have one last task for you. Keep it. Chạy này, em ép nhá. Giữ ép xong rồi chạy này. Bực thật, có súng được 400 đam mà nó bắt chạy kìa. Được, ép nhanh. Chạy nhanh. Úi dồi. Ép, ép tiếp. Vê. Úi dồi ôi. Chéo hiệu quả game này, game giả lập ấn nút à. Đi. Nghe thằng tin cô đề bỏ sang anh. Đấy. Thôi, bán đi anh. Bán của bó. Bán của bó đi. 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 Nhép. Nhép phát nữa thằng về này. Ô được chết rồi. Phu về. Cậu gì nữa? À đi à đi. Úi dồi, may em rất nhanh. Nhép. Chạy chạy. Úi dồi. Đi nữa. Nhanh. À đây rồi. Ô thế thôi à? Tường nó đánh mod hóa ra chạy à? Persistent son of a bitch. Không được thể hiện súng lục 400 đam thôi. So now what? You think our weapons can hurt that thing? I don't know. We gotta get the hell out of here before it destroys this place. Máu này. Thiếu hiểu giờ này con cho máu á. Ô cái gì đấy? Ui. What the hell? Người ta bị dính con gì vậy? Đéo hiểu. Ui, cái gì đây? Tránh. Chọn biết thế nào xuống lục 400 lạng. Xuống lục 400 lạng đấy. Con này có vẻ là không gây đam bắn con thua không ạ? Nhiều chắc con này cũng sợ rửa giống con kia thôi. Ui dồi ôi, nó quấn quanh cái tàu rồi. Ui, mày quá phù xuống kịp ạ. Nhưng mà bây giờ đi nào đây? Làm nào?
What the fuck? Đi hướng này. Đừng tốn đạn với bọn nó. Bỏ qua được thì bỏ qua. Đốt lần nó cháy mà. Bỏ qua được thì bỏ qua, đừng tốn đạn tím con đánh boss đây. Tí kiểu đi mình phải chạy phải đánh. Đây à. Đi vào đây đi, đi vào đây đi. Tí thằng nào mình chạy đánh nó mấy cái xúc tu rẻ này, bỏ qua được bỏ qua. Đánh làm gì? Thì buộc phải đánh, phải đánh. Tôi cảm giác mình im vòng quá. Úi giời ơi, không được đâu. Không có gì khác này. Không sao gì thế. Nó bắt mình. Úi giời ơi, lại chết máu nhạc. Nó bắt mình đi vào đây làm gì? Đây. Cái chỗ này đường đi ra không ạ? Đi theo hướng này. Đây, đi theo hướng mũi tên, vật bản đồ. Thấy không? Thôi, đang đi ra mà. Nó bảo mình chắc mình kiểu mình vào đây mình tìm một cái gì đấy ấy. Để đánh anh con đấy ấy. Đây 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 đây. Úi dồi ôi, mày quá. Chắc mình vào đây mình tìm một cái gì đấy. Đây đây. Chắc là súng lựa này, súng gì đấy, bom lựa. Từ mở mấy phòng ấy em nó. Phòng ấy chưa vào này. Ông ơi vào đây ăn máu ơi ông ơi. Đấy. Vào đây ăn máu á. À, ấy, ông có thịt luôn thì thịt. Hoặc là đưa đưa con bay, đưa ông phải là con bay. Con bay này. Đấy, con bay đi. Con bay đây. Từ từ từ, từ không phải đường đấy. Không phải đường đấy. Đừng đi đường đấy. Đi tiếp đường này em nào. Đây có cái phụ xuống nhá. Ủa từ từ. Sao xác bọn này có điện à? Gậy điện. Ok. Ủa là sao? Ui. Chán nhờ. Đang không lục, không đang tí. Đang tí. À đúng rồi. Phải cầm súng lục 400 đam mới đúng. Có cắt làm gì chứ. Đây rồi, có thẻ rồi. Khi cạn rồi, được rồi. Đẩy ra ngoài xong có gì không? Đây có gì nè ông ơi. Một quyển sách. Lắm dữ thế. Ôi, đéo hiểu quyển sách dài răng răng quá. Game là cái bố ai đặt. Chắc là mở cái cửa này rồi. Đều rồi. Vừa đây. Đây rồi. Đạn không lục. Tí thao bắn. Lại cho cắn xeo ạ. Cho cắn xeo phun cả hòm rồi. Bắn. Bắn bớt đi để nhập đạn. Nếu hiểu. Điều này. Thực ra mình có thể ăn máu bây giờ luôn ấy. Bởi vì mình đang khá mất máu rồi. Lại một cái tờ đéo gì để mình đọc. Ôi, để tôi hồi máu nhá. Hồi máu này để sao lốt. Ông cần hồi máu không? Có. Hả? Trời, bây giờ đi ra ngoài rồi đấy. Mình vẫn đang cầm cái thẻ kia, không biết có tác dụng gì. Ồ, bom lửa, khá thơm. Khá quan trọng để đánh con này. Bổ to thế. Bắn được mấy cục kia. Chắc chắn rồi.
dụng 400 đạn đây. Tất cả điên. Rồi một thằng bên rồi. Tiếp theo. Úi luôn. Ok. Ai bị? Rồi rơi mấy con gì ra này. Rồi lại một con nào rồi. Cái gì to này. Ok á. Đéo hiểu à. Gì đấy. Bắn mấy cái dưới đất này đi không ai? Bắn rồi, bắn. Machine gun ammo bên này. À. Bắn đây. Ui ơi. Đắp bom tới à? Mất cổ bom rồi. Chính xác vãi. Máu này, máu. Ơ, à, có máu này không? Nhặt con bay không ai? Có máu đỏ, à máu xanh này, không có máu đỏ không ạ? Ui, có độc. Nhưng có độc không ạ? Ông đồ ấy. Mày quá vui lúc kịp ạ. Ok, đéo hiểu nhập bom đêm gì. Còn đéo nắp bom nó ạ. Đéo hiểu trong của bom thì nó còn đéo trong đi đá. Còn đánh nắp bom được. Ông nào đâu ấy? Sao ông chạy từ đấy ạ? Ôi dồi ôi. Đi sang đấy tôi đưa máu như này, mà không bay. Trên này đầy. Ôi dồi ôi. Nó ấn, nó bắt ấn FV ạ. Không hiểu. Nó ấn thì vẫn khó thế. Ôi nhặt cái này em đi. Ghen vô đúng máy. Còn mình cũng còn bay vậy. Có súng lửa không? Bây giờ súng lửa đâu? Bắn đi. Bắn vào cái súng to to đi. Bắn rồi. Bắn có thấy gì đâu. Đáng vậy. Đéo hiểu ạ. Đạn không lùng rồi. Có gan không? Nó chơi trụng lại là nó chơi chiêu gì này? Mày trụng à? Mày trụng à? Có gan 700 đây. Có gan 700 đây. Có gan 700 đây. Tốc cắt, tốc cắt 700 đam đây. À cái gì đấy, ô, quán ta là phải lấy cái này ông ơi. Nó hiện cái đầu to anh chưa. Đâu rồi, ôi dồi. Đấy hết, đấy hết. Mày nhồn mày. Một phát súng có cái cối vào đầu. Ừ, hóa ra cái màn này nhanh vậy thôi à? Thế hiểu màn easy thế. Mà nhanh quá. Chơi trong bao nhiêu? 12 phút ạ. Cứ nghĩ là nó khó lắm, hóa ra. Dạ, điện.
gì để bán không? Cái bàn này còn không có nguyên liệu để bán. À, còn vài ba nghìn chạp đấy là cái gì cả. Học đấy cái này mất 10 nghìn. Học đấy cái này mất 12. Rõ ràng là trên bảng nó ghi là upgrade mất 12 nghìn nhưng mà nó không cho mình upgrade. Không hiểu vì sao. Thế sao không sang sang ấn vào bên ông rồi nhỉ? Để xem đồ mua những cái gì. Thế mình cầm cái quả bom làm gì không? Bom này bom phế nhất trong các loại bom này. Vật gì cho nó chặt. Con boss này dễ quá. Đáng lắm. Ra rồi hồi máu ra. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Xem trong này có cái vẹo gì. Sao? An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Wesker, there he is. Come on, let's go. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Hình như có một cái phần DLC mở rộng là mình sẽ chơi cùng với con Jin ấy. Nếu em mua bản có full DLC, mình để mua cái bản nếu có full DLC không ạ? Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used the serum label PG67AW. PG67AW? I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, in an attaché case. Jill! Come in! Jill! Shit. Chris, this is it. Bomber equipped with missiles. He can't fly around in that without getting shot down. Oh God. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, it'll initiate a biohazard. Quay đây không có đồ đạc gì. He's planning to spread this virus worldwide. Không có thuốc bắp quá. Looks that way. Đi xuống thôi. Things are worse than I thought. We have to stop him here and now. Đi đâu? Đi đây nào, hay đi xuống? Anh à, đi vào phòng mày. Alo? Alo? Ui anh chạy đâu không biết. Nếu mà nghe tiếng bắn kia rịch kịch rịch kịch. Anh nghe không ấy gì? Này ghét nha. Lửa đấy, đừng đi vào. Máu kìa. Xuống lên nhanh, xuống lên nhanh, xuống lên nhanh. Yêu hiểu ạ. Chết rồi. Ở đâu? Rico ơi.
Gì thế? Mày nhờ tao. Đây. Máu này. Không có cái để combine không? Không, đưa tôi. Đưa tôi còn slot. Không à. Đưa máu này, tôi còn slot. Để giữ cho, và là tôi nhặt thêm nữa combine. Không nhanh các bị canh mà cháu nói được không? Cầm súng muốn bắn đi. Vụt cái gì? Đạn đây ơi, vụt. Đạn đây ơi. Nếu không cầm gậy vụt hết. Cái gì đấy? Bao nhiêu máu vì anh không hiểu, không gậy được cái gì hết. Lúc nãy đi vào đánh cho mình bao nhiêu máu. Được, đẹp quá, lại không gậy có 3 máu à. Kéo hiệu đá thế mà chúng người mình được ạ. Ok, thôi chết thôi. Đéo hiểu vừa thấy ông đứng ở đây xong ạ. Ok, mình thao tác, nó khó vãi. Chạy. Ui, please, mate.
Ủa thế. Ui. Hai con ạ, à. Một con nó đánh nó khó, cái con nó khó vãi á. Ông Huy Anh có bom mà ông không đáp ạ. À. Thôi cho mấy khẩu này lên trên ạ. Mua đạn à? Để xem có mua cái đạn nào không? Mua một viên, một đéo không biết. Ở đâu? Mua được 12 viên rồi. Đạn flash này thì phế lắm, cầm chả làm gì. Nó bắt quay đoạn này à? Nếu hiểu không như anh bị ganh rồi. Ô, khách thế tiếp vậy. Chắc nó sắp phá đảo rồi.